Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Siêu xe Lamborghini tông chết người ở Đồng Nai. Vào khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 21 tháng 7 năm 2017, trên quốc lộ 51 đoạn qua địa phận xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn chết người liên quan đến chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago SV màu đen nhám độc nhất ở Việt Nam. Theo nguồn tin ban đầu, khi chiếc Lamborghini đang di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa Vũng Tàu đi thành phố Hồ Chí Minh, thì bất ngờ một người đàn ông băng qua đường. Chiếc Lamborghini sau đó đã đâm trúng người đàn ông này. Cú va chạm mạnh đã hất người đàn ông lên kính chắn gió của chiếc siêu xe màu đen nhám rồi rơi xuống mặt đường và tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, người lái chiếc siêu xe đã rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Lamborghini Murcielago SV bị vỡ kính góc chắn gió bên trái, trong khi đó nắp capo của chiếc xe bị xước xác. Được biết, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe này đã đi cùng một đoàn siêu xe khác trên đường từ Vũng Tàu về Sài Gòn. Chiếc xe này được mua về Việt Nam với giá khoảng 22 tỷ đồng, là siêu xe độc nhất tại Việt Nam do một đại gia chơi xe có tiếng ở miền Nam sở hữu, nhưng đã được bán lại cho một nhà chuyên kinh doanh siêu xe ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Xe có khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 670 mã lực và mô men xoắn cực đại 650 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp E-Gear, siêu xe này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,3 giây và đạt tốc độ tối đa 342 km/h. Vụ tai nạn này đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người dân sống xung quanh khu vực này và qua đường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể của nạn nhân đã được đưa đi khỏi hiện trường. Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. What can I say? Dip drop, dip drop, dip drop, dip drop. Inside, inside with the game tight. Dip drop, dip drop, dip drop, dip drop, dip drop, dip drop. What can I say? Dip drop, dip drop, dip drop, dip drop. Yeah, baby. Yeah, baby. What can I say? Dip drop, dip drop, dip drop, dip drop. Inside, inside with the game tight. Dip drop, dip drop, dip drop, dip drop, dip drop, dip drop. What can I say? Dip drop, dip drop, dip drop, dip drop. Yeah, baby. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.